Hello, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày Chủ nhật 21 tây tháng 5 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 148 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc để trước khi chúng ta đi vào chương trình nha. Hôm nay chúng ta là cái mặt là rất là nhiều những cái tin mà Lisa phải nói rằng là rất là vui luôn nha. Bây giờ mọi người chúng ta hãy nghe một ca khúc. Save that dollar tip you were going to give your barista. Then come to Arby's from 2 to 5. Chào quý vị, chào mọi người nha. Xin chào mọi người. Nhanh lên coi. Hãy tiếp tục chiến đấu cho Lisa. Thank you.
Rồi, Lisa cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến diễn đàn. Thằng Cộng sản, thằng đảng đỉ nó thấy Lisa lên trên chương trình Facebook, rồi nó không làm được cái gì hết trơn, cho nên bây giờ nó điên lên, bây giờ nó kêu gọi mọi người ở trong nước, nó chuẩn bị nó quảng cáo một cái trang. Cái trang vấn đề là kêu bằng đó là Go Việt Nam, để mà cho mọi người đi vô. Nó quảng cáo là trang đó là còn hay hơn Facebook nữa. Cái này là nó dụ người dân Việt Nam ăn cứt gà đây nè. Chị Lisa ơi, chị Lisa, chị tụng kinh hay quá trời chị ơi. Ba sạch của chị lợi hại vô cùng, quá ngặt như con cá sạch, dữ dằn như con thằng lằn, quá dữ như con sư tử. Ở tại Đà Nẵng, trời ơi là trời, một siêu thị điện máy xanh, tao nói cháy rụi hết trơn rồi chị ơi. Giỏi lắm, hãy cho tiếp tục cháy cho chị. Cái lũ an ninh mạng của tụi bay đừng bà đặt vô trong cái nick của tao, để mà coi tao nói chuyện như thế nào, để tìm, để bắt ra mấy cái người mà tao làm cái chuyện này. Tao bây giờ là tao kêu đi qua những cái trang ở bên kia, bên Lan, ở bên Bọn đó, để mà tao nói chuyện. Tao biết được đó là cái nguồn lửa của cái điện máy xanh này nó bắt nguồn từ cái cầu thang. Mà tụi bay biết cái cầu thang đi lên đi xuống nó có một cái miếng vải. Một cái miếng vải đó không biết là ai chùi xe nhớt hay sao mà lại đổ nhớt với đổ xăng ra. Rồi cái cây nhang đó, cây nhang mà cây nhang dài, mà cây nhang khoanh mà đúng 12 tiếng nó mới tàn đó. Rồi cái bắt đầu không biết ai mà dấn với giấy để cây nhang gần ở đó. Rồi cây nhang đó đã đốt khi mà cái vấn đề là cửa hàng điện máy xanh này đóng cửa đi về, thì không biết ai đốt nhang để cúng ông thần tài, cho nên cây nhang nó tàn đi. Đến gần sáng sớm rồi là bắt đầu tự nhiên nó đùng lên nó cháy. Người dân người ta đi tập thể dục, người ta thấy lửa cháy quá trời luôn. Mà ở trong cái cửa hàng điện máy cửa đóng lại, không có ai vô được hết trơn. Cho nên cái lũ an ninh mạng của tao bay điều tra tới Tết Congo đi nha. Đó, tao xì ra rồi đó. Bây giờ đi tìm đi, để tao nói cho, muốn cần tao nói tên luôn, không tao nói luôn cho nha. Cái thằng mà nó để cái nồi dẻ nó tên là thằng Tạng. Thằng Tạng là anh của thằng Hạt. Thằng Hạt là anh của thằng Hột. Thằng Hột là chú của thằng Sáu. Thằng Sáu là ba con với giờ vấn đề là nhánh Sáu Lỏ. Đó, tìm đi. Trời đất ơi. Đó, mà mẹ tụi bay ra đồ thứ chó đẻ, đồ thứ súc vật nha. Chị ơi là chị, báo cáo với chị, em đã kiểm chứng xong. Đúng 4 giờ sáng chị ơi, 21 tháng 5 2017, tại siêu thị điện máy xanh ở số 5 đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, đã, vấn đề là bốc cháy nghe chị, vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành. Hàng hóa trong kho nghe nói đã bị hư hỏng nặng, diện tích đám cháy em ước tính có khoảng 300 m². Chất cháy là các thiết bị điện tử gia dụng gồm có giấy, xốp, nghe chị. Và được biết rằng nguyên nhân mà vụ cháy nằm ngay cầu thang với một miếng vải có nhớt và xăng. Tuyên dương em, tuyên dương những người mà đã hành động cho chị. Hãy tiếp tục ba sạch cho chị. Nghe không? Những người nào mà ở Việt Nam mà có con em của mình mà bị cái đảng đỉ nó bắt mà nó không dám đăng lên báo, không dám nói tên của Lisa, nó có thể nó xử rất là nặng. Lisa còn nhận được có một số người trong những tổ chức ở hải ngoại cũng bị bắt ở Việt Nam mà không dám lên tiếng. Cho nên Lisa ủng hộ tất cả những người nào mà có con em của mình bị bắt cóc ở tại Việt Nam, cứ vô gặp Lisa, liên lạc với Lisa. Nghe chưa? Lisa sẽ phát động cho tất cả những đài báo bên đây kêu gọi. Lisa nhận được một cái bản tin là người nhà của em Đặng Hoàng Thiện đã nói chúng nó đã giam nhốt em Hoàng Thiện và đã tử hình, cũng như là đã, vấn đề là kêu bằng cắt cổ rồi giấu xác luôn, không cho người nhà để đi thăm nuôi. Ghép tội em là khủng bố, khủng đi mẹ tụi bay chứ khủng gì, khủng gì, khủng bố gì, hả?
Rồi bây giờ nhân quyền nó đi qua về tới Việt Nam, chuẩn bị điều trần ở tại Việt Nam. Nhà của mẹ nắm bây giờ hả, dày đặc an ninh điều tra, nó sợ, nó bao vây. Một mặt thì nó giả bộ, nó nói trời ơi, nhà nước Việt Nam thẳng thắn trao đổi, thẳng thắn để mà nói về nhân quyền, mà rốt cuộc rồi chơi cái màn mất dạy như vậy, chơi cái màn khốn nạn như vậy. Chị ơi, là chị Lisa, sáng 21 tháng 5, cả chục chiếc xe ô tô xịn ở trên đường, tên chó Tàu Cộng là Nguyễn Tất Thành. Là Nguyễn Tất Thành, à, người dân chủ các xe ô tô này đã ở tại địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê. Alo? Cái gì? Trời ơi, em gọi chị, em kêu chị Lisa ơi, trời ơi, em mai mốt chị nói chuyện em đừng gọi chị nữa, em nghe chương trình này em nghe đi, em đừng có gọi chị nghe chưa. Đó. Chị đang cao hứng, chị nói chuyện là tự nhiên em làm cho chị. Vấn đề là cái bạn để chị tìm lại cái những con chim bồ câu nho nhỏ của chị, nó đưa cho chị coi. Trời ơi, em thiệt tình nè. Chị ơi, chủ nhân các xe ô tô trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đều bị đập phá hết cửa kính phía trước luôn chị ơi. Đã vậy rồi, không biết nhóm nào có phải nhóm của chị không mà đập phía trước rồi đập kính kính hậu phía sau. Những xe này bị đập còn được tặng một tảng bê tông nằm ở trong xe luôn đó chị à. Chị à, nhóm này là nhóm Linh Xà, viết tắt là LX, giống như Toyota Camry, hiệu LX là viết tắt của hai chữ Linh Xà, đã thực hiện ba sạch, đó là phá sạch. Còn nhớ PX là Phượng Hoàng thì đốt sạch. Còn nhóm MX là Mãng Xà là giết sạch. Nghe sợ rồi hả con? Bây giờ đưa số điện thoại ra, ở tại vấn đề là Tân Châu đó. Bây giờ nó bắt đầu là cái bản biết sao, các em làm lộ liễu quá, nó bắt được dụng cụ dài còng số 8 được của các em hết trơn rồi. Lần sau làm kính kính đó, nghe không? À, những cái chỗ giấu đựng giấu trong nhà nó tìm được, đi ra ngoài mã mồ đó rồi khui gạch nó lên, rồi bắt đầu làm cái hộp rồi để ở dưới đó đó. Rồi khi mà trời sập tối rồi, nó bắt đầu là giả dạng đeo vô, 4-5 người đeo vô, bắt đầu chạy xe đi ra đó. Mấy cái gia đình nào mà nó đầu tôm mà nó bưng bô cho cộng sản, nó thấy công an nó sợ lắm, chạy vô giáo bộ kêu mời ra làm việc. Xong rồi mẹ vấn đề là cái bằng là giết luôn cho chị, bỏ tật vô lấy của, nghe. Mất dạy. Hello. Hello, đây là cô Lisa phải không ạ? Cô Lisa, có chê không? Chuyện gì? Dạ, hôm nay tôi gọi được mà được cô bắt điện thoại là tôi mừng quá. Cô có thể cho tôi vài phút rồi tôi góp ý chút xíu được không cô Lisa? Rồi, anh cứ góp ý đi. Chú hay anh hay gì đó, cứ gì góp ý đi. Dạ, tôi thì lớn tuổi hơn Lisa rồi, nhưng mà được. Trời, Lisa còn nhỏ lắm. Lisa sinh năm 93, nhỏ chéo à, có chút yếu à. Vậy là 1980 là Bác Hồ lớn hơn Lisa có mấy tuổi hả? Vì vậy tôi có thấy bên Việt Nam nó có để là Bác Hồ sinh năm 1980, Lisa ơi. Ừ. Rồi anh nói đi, anh vô đề tài đi. Dạ, trước khi nói thì tôi cũng nói trước là cảm ơn Lisa rất là nhiều. Rồi cũng để nói để mà để bị vui quá, vui quá đã quên đi. Vậy bây giờ tôi cũng nói trước là anh chị em này kia nọ, những người mà nghe được cái tiếng nói góp ý của tôi đó thì đừng có nghĩ là cô Lisa cho tôi thế này thế nọ, bị tôi cũng ngại vấn đề mà hiểu lầm lắm. Cô Lisa cho tôi góp ý một người là cô Lisa. Rồi anh cứ góp ý đi, chương trình khai dân trí, anh cứ góp ý đi, gì anh cứ góp đi. Dạ, cái người mà tôi muốn góp ý á, là chắc có lẽ là tất cả anh chị em, mọi người trong nước hải ngoại gì cũng nghe hết, và chắc có lẽ là hải ngoại thì hiểu nhiều hơn. Người đó là ông Đào Minh Quân á. Bây giờ tôi
thấy tôi hồi đó giờ tôi nói thẳng với anh chị em là 42 năm nay tôi cũng là một cựu quân nhân mà tôi sống rất là âm thầm im lặng chấp nhận. Ai muốn chống cộng như thế nào tôi không bao giờ tôi có ý kiến hay gì hết. Mà đây là lần đầu tiên mà tôi góp ý. Vì tôi thấy ông Đạo Minh Quân này á, ổng làm việc mà ổng lợi dụng người khác. Ổng dùng xương máu, thậm chí ổng dùng xương máu của người khác để mà lót đường cho ổng đi lên chính bệ. Ở bên Mỹ này á, có rất nhiều chính phủ chứ không phải một chính phủ đâu. Anh chị em phải nhớ vậy. Có rất nhiều chính phủ ở bên Mỹ này. Nhưng mà cái gì cũng vậy. Tổng thống khi nào mà chính phủ Mỹ họ yểm trợ được á, họ ủng hộ thì ok. Còn Đạo Minh Quân chưa gì hết mà đã nói Tổng thống Trump nghĩa là ủng hộ ông rồi. Thì cái việc đó tôi thấy hơi hoang đường tí xíu. Thứ nhất là tôi có nghe ông nói trên livestream đó. Ông nói ông là con của trời. Cha con của trời, đệ tử của Phật. Thì tôi xin giải thích cái phần này chút xíu. Về Chúa Giêsu bên đạo Thiên Chúa thì Chúa Giêsu xuống thế là người á, thì Chúa Giêsu cũng sống cái bản chất con người, cũng sống rất là cực khổ, cũng bao nhiêu năm trời, rồi 3 năm đi giảng đạo, rồi trước khi là thực hiện cái phép mầu nhiệm của Thiên Chúa thì Chúa Giêsu phải chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại để mà để chứng minh cho mọi người thấy Chúa là Thiên Chúa. Cũng trải qua một thời gian dài chứ không phải tự nhiên ra xuất ra cái có cái chính phủ cái đời làm vua. Rồi bên đạo Phật thì Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng là một hoàng tử trong cung, có uy quyền, có tiền bạc này kia nói đầy đủ, vợ con đẹp luôn, nhưng mà Thái tử cũng từ bỏ để mà ra, để mà chấp nhận một cuộc đời để mà khổ hạnh như vậy, để mà đi tìm chân lý cho con người, để cứu con người. Còn Đạo Minh Quân cứu cái gì? Đó là một cái tôi nói đại khái thôi, để mất vợ của Ly Gia. Thì nếu mà Đạo Minh Quân nói rằng con của trời là tự nhiên Chúa trời rồi, đệ tử của Phật, mà sao không giống Chúa, không giống Phật gì hết. Đấy, rồi. Thêm một việc nữa. Tôi thấy là tôi quên đi. Với Đạo Minh Quân á, tự phong tự đánh bóng của con người mình quá nhiều. Mà tôi thấy là hôm đó, hôm 30 tháng 4, Đạo Minh Quân có đến đài tưởng niệm ở miền Nam Cali, vì tôi cũng sống ở miền Nam Cali. Ngay đài tưởng niệm nó chỉ có 10 người đứng đó mà thôi. 10 ông già, 10 bà già, có mấy 10 người tổng cộng thôi. Có đàn ông, có đàn bà, có. Và là mấy người của Đạo Minh Quân đứng đó cầm cờ kia nọ chờ, nắng không thể tưởng. Mà một vị lãnh đạo của một chính phủ đến để đài để làm lễ, không có thông báo, không có gì hết. Mà đến trễ giờ nữa, mà chỉ có 10 người đón thôi. Mà đi rất là hoành tráng, đi có hộ tống, có này kia nọ, sùm hết. Tôi thấy quá phí phạm. Những cái chính phủ khác người ta cũng là chính phủ, cũng như là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong ở San Jose. Người ta im lìm thầm lặng, người ta làm. Chứ người ta đâu có nói là phô trương hoành tráng như vậy. Tiền bạc, biết là hiện tại giờ dân Việt Nam mình nó cần tiền vô cùng mà. Mà ông làm phí quá. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai, qua ngày sau ông lên tụ nghĩa đường. Mà tôi đếm tổng cộng trong cái hình ảnh ông quê á, chỉ có 7 người. Trong đó, trong số 7 người đó, chỉ có kể cả Michael Hòa là người nhà báo. Rồi xong. Thành ra tôi thấy ông là phô trương cái kích vị ông quá. Rồi bây giờ về vấn đề của ông Dư Nhân Thả, anh chị em tất cả trong hải ngoại, ở hải ngoại mình hay là ở trong nước, anh chị em gõ lên YouTube Dư Nhân Thả
lâm bước đường cùng vì lầm tin Đào Minh Quân nên bị Đào Minh Quân bắn đứng. Thì quý vị sẽ gõ vô đó, quý vị sẽ thấy nghĩa là từ lúc đầu cho tới phút cuối coi như đã rất là đầy đủ công việc sự việc giữa Đào Minh Quân và ông Vương Văn Thả. Coi như là Đào Minh Quân dụ dỗ ông Vương Văn Thả như thế nào thì Vương Văn Thả mới là nói và ủng hộ rất là nghĩa là rõ ràng chi tiết. Cách nói của ông Vương Văn Thả là cách nói của Đào Minh Quân chỉ, chứ không có phải cách nói của ông Vương Văn Thả. Nhưng mà tới cuối cùng là sao? Ông Vương Văn Thả như thế đó mà không thấy một cái gì hết. Thì tôi muốn nói vấn đề này là có phải là lợi dụng người khác và coi như là dùng xương máu người khác không? Người khác chết để mà cho ổng được nổi danh. Mà điều này được xác nhận á, là trong livestream á, ổng có chấp tay, ổng nói chuyện ổng hợp, ổng nói là ổng hợp nội các, và ổng chấp tay ổng nói có đại tướng anh hùng Vương Văn Thả, chính Đào Minh Quân nói câu đó, là coi như đó là một sự xác nhận. Thì nếu mình là thủ tướng, mình là tổng thống, mình là vua của một nước, mà tướng của mình bị bắt như vậy, thì bằng cách nào mình cũng phải giải dây. Tôi xin kể một câu chuyện rất là nhỏ. Năm 69, tôi ở tiểu đoàn 1, trung đoàn 8, sư đoàn 5 bộ binh. Ông thiếu tá Châu Thành Kiến là tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 1. Ông đánh như là đâu thắng đó. Đến đó mà Việt Cộng nó sợ, nó ghét ông, nó muốn giết ông cho bằng được. Hai tiểu đoàn Việt Cộng, nó dí một mình ông, nó đánh một mình ông thôi. Cuối cùng nó bắn ông được, ngay xuyên qua trước lằn ngực. Tôi là người mang máy cho thiếu tá Chỗ Định Kiến. Thì khi thiếu tá bị thương rồi, thì thiếu tướng Phạm Quốc Thuận, tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, ông ra lệnh bằng mọi giá phải đem thiếu tá Kiến ra để mà đem về trị bệnh. Đó mới là tư cách của người lãnh đạo, người chỉ huy. Thành ra tôi muốn nói lên câu chuyện công sự việc như vậy đó, để mà cho anh chị em với mọi người nghe biết. Ông Vương Văn Thả suốt thời gian bị bắt, suốt thời gian tử thủ một tháng trời, Đào Minh Quân làm cái gì? Trong khi Đào Minh Quân có nói, chính là ông Thả nói là đồng bào cứ yên tâm, hãy ủng hộ Đào Minh Quân. Mình có cái gì, Đào Minh Quân sẽ có người tới cứu mình. Trong lời nói, quý vị gõ lên YouTube cái chỗ hồi nãy tôi nói đó, thì quý vị sẽ thấy rất rõ những gì Vương Văn Thả nói. Đấy, đó là một việc nữa tôi bức xúc quá. Nói tới là tôi người run, tôi giận lắm rồi. Thành ra tôi nói không có được nữa. À, rồi kế tiếp là chú ơi, những cái chuyện đó ai cũng biết hết. Bây giờ tóm tắt lại đi. Bây giờ chú nói ra những cái đó trên mạng ai cũng đều biết hết rồi. Cũng có bên đây biết, bên kia biết hết rồi. Cái đó trên mạng nó có đầy hết trơn rồi. Trên YouTube thì sao cũng nghe đầy hết rồi. Rồi thêm một việc nhỏ nữa mà tôi thấy nó có liên quan. Tôi muốn nói để mà nếu mà Đào Minh Quân có nghe được, hay là những cái tay chân bộ hạ của Đào Minh Quân nghe đó, thì hãy nghe câu này của một vị linh mục tên là Nguyễn Ngọc Nam Phong, dòng chúa Cứu Thế, Thái Hà, Hà Nội. À, vị linh mục này giảng trong buổi lễ ngày Chủ nhật ngày hôm qua ở Việt Nam. Ngài linh mục này có nói một câu là Hồ Chí Minh không có một triết lý tư tưởng nào cả, chỉ có là góp nhặt dạng cấp của người khác mà thôi. Thì tôi mong rằng Đào Minh Quân đừng có rơi vào cái câu nói này, đừng có ăn cắp của người khác, đừng có góp nhặt những việc này việc kia. Bởi vì Đào Minh Quân dù muốn dù không gì á, hồi giải phóng ổng trung úy thì ít nhất năm 71 ổng mới nhập ngũ. Ổng còn ăn cơm nhà binh còn thời gian còn ít hơn thời tôi ăn binh. Thành ra tôi muốn nói ổng á, nếu ổng có tài thì ổng làm, chứ ổng đừng có gì, ông đừng có lợi dụng là người khác hay là lợi dụng xương máu người khác. Đừng,
hôm việc nó không nên. Còn cái gì ông chống cộng, tôi hoan hô, ai cũng tôi rất là hoan hô những người chống cộng, tất cả mọi người chống cộng là tôi đều thích, đều ủng hộ hết. Nhưng mà cái việc làm của mình đừng bao giờ gây ảnh hưởng tới người khác. Tôi chỉ mong rằng Đào Vĩnh Quân hãy chấm dứt những hành động đó. Thế thôi, rồi cảm ơn Lisa rất nhiều. Rồi, cảm ơn chú. Lời của Lisa nhiều. Ok. Dạ, rồi cảm ơn Lisa rất là nhiều nha. Dạ, dạ, cảm ơn chú nha. Rồi, ba chú. Chú nói một câu là tất cả những cái tổ chức, những cái hội đoàn chống cộng là chú ủng hộ. Thì Lisa hoan hô cái điểm này nha. Vậy thôi. Rồi, chị ơi chị, hôm nay có ba ông làm ở xã Cam Đức, huyện Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa đi xin điểu tiền an ninh quốc phòng đó chị. Em ghét nó như ghét cục cức vậy đó chị ơi. Em nói người nhà em đừng có đóng, kệ mẹ nó đi. Nhà em nói không có thờ cần phải đóng. Nhà em nói không có đóng là nó thù giặc đó chị. Mẹ kiếp nó, chị rủa cho nó chết mẹ nó nha chị. Em cảm ơn chị. Ừ, không có đóng mẹ gì giờ phút này hết trơn á. Nó đang hết tiền bạc rồi các em biết không? Tiền bạc đang chuẩn bị chạy ra bên nước ngoài, em có biết hay không? Hả? Sự thật về hơn 14 tỷ đô la Việt Nam đã gửi ra nước ngoài. Bây giờ thằng Trọng Lú nếu mà nó ép cái phe của vấn đề là kêu bằng ấy là thân Mỹ thì coi chừng nội chiến xảy ra. Bây giờ thằng Nguyễn Phú, thằng Nguyễn Tấn Dũng là đồng chí 3S, bây giờ đã đưa vào con đường cùng rồi. Lisa đã kêu phải nổi lên, phải liên kết với nhau, mà bà đặt giả bộ làm người tử tế, đi về bà đặt vô trong chùa nghe kinh. Đối với yêu tinh mà mày làm người tử tế đi, đối với yêu tinh mày làm người những mày là đàng hoàng đi. Đó, mày vô mày tu đi, mày vô chùa mày ngồi mày tu, mày gõ mỏ rốt cuộc rồi giờ đệ tử của mày Trịnh Xuân Thanh nó chạy trốn mẹ nó ra nước ngoài, thấy không? Rồi bây giờ Đinh La Thăng đệ tử của mày bí thư thành quỷ thành phố Hồ Chó Đẻ, bây giờ nó đem ra ngoài Thanh Hóa để nó khai thác, nó khiển trách ở ngoài ngoại. Rồi không biết bao nhiêu người bây giờ nó đụng tới con của mày là Nguyễn Văn Nghị ở tại Kiên Giang, nó đòi phải xử kỷ luật luôn, bây giờ mới lú cái đầu ra. À, tao nói ai không? Lisa nói thật nha, phe miền Nam mà không đứng lên thì chắc chắn rằng phe của thằng Trọng Lú, tức là cái lũ theo Tàu Cộng, nó sẽ giết không còn một mạng người. Bây giờ nó bắt buộc dân tộc Việt Nam phải chấp nhận con đường là phải để cho Tàu vào, coi Tàu giống như là mày giàu cũng được, tụi tao chấp nhận phải sống với mày. Như vậy thôi. Nghe chưa? Thằng Cộng sản nó đã, vấn đề là những cái thằng mà phe thân Mỹ cũng như thân Tàu, nó đã tẩu tán 33 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài, chứng tỏ cho chúng ta thấy nền kinh tế của Cộng sản sắp sụp đổ, và cho chúng ta thấy về chính trị của Đảng Cộng sản cũng rất là bấp bênh. Tại sao bây giờ nó lại nhượng bộ để cho phái đoàn nhân quyền của Hoa Kỳ, Việt, Mỹ phải đi vào Hà Nội để mà điều trần? Các bạn nên nhớ như vậy. Bởi vì vừa qua Hoa Kỳ cũng đồng ý đưa cho nó F-16 để mà chuẩn bị nó giữ lấy. Cũng như đưa cho nó những chiếc tàu cảnh sát biển. Bởi cho nên nó phải chấp nhận cúi đầu làm một con chó để mà lại lục Hoa Kỳ đi vào. Nhưng mà dù cho Hoa Kỳ có vào hay không vào, với cái tình hình mà tụi bay không cải thiện nhân quyền thì tụi bay cũng sẽ chết. Chúng ta tương kế tụ kế để trở thành một kế, là bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đang nguy ngập về tình hình kinh tế. Tiền bạc trên 33 tỷ đã chạy ra bên nước ngoài, nợ công mỗi một tháng phải trả trên 3.000 tỷ. Thì các bạn nên nhớ kỹ rằng Đảng Cộng sản bây giờ không còn con đường thối lui. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại đưa một thằng Nguyễn Thiện Nhân đi vào làm bí thư ở tại Thành Hồ? Tại sao? À, tại vì thằng Nguyễn Thiện Nhân này đi vào Thành Hồ là để vực dậy nền kinh tế. Nhưng mà thằng này ngáo đá, thằng này đã tuyên bố rằng Thành Hồ sẽ là một thung lũng silicon.
Rốt cuộc rồi bây giờ đúng là thung lũng rồi đó. Trời mưa vừa xuống bắt đầu sấm lên 2 mét, một người chết mẹ rồi kìa. Đó, đúng là cái thung lũng rồi đó. Tao nói nước nó xoáy xoáy xoáy, đúng là thung lũng silicon rồi đó. Bây giờ 2 mét tao nói xe cổ, tao nói hả nó ngập chìm với nhau. Ở tại thành hồ, ở trong bộ chính trị ai cũng cho thằng Nguyễn Thiện Nhân này là qua bên Mỹ, là đi học ở bên Mỹ, mà lại phát ngôn cái kiểu ngáo đá như vậy đó, lại ăn nói kiểu mất dạy như vậy đó. Đó, nó biến Sài Gòn trở thành, những là biến thành phố hồ chó đẻ, trở thành silicon. Mày nằm mơ đi Nguyễn Thiện Nhân à, đầu bò, óc chó, não lợn. Còn bây giờ ở tại Quốc hội đang rục rịch bắt đầu nói rằng sẽ có chuyển biến rất là tích cực, để chúng ta coi con mụ mà vấn đề là Kim Ngân này sẽ tuyên bố ra những gì ở trong Quốc hội Việt Nam. Tình hình chính trị kinh tế tại Việt Nam rất là nóng bỏng, cho nên tất cả những người dân tại Việt Nam phải nên nhìn ra cái điểm này. Bây giờ tụi nó Lisa nhận được một mật tin, nó quá run sợ phe miền Nam sẽ nổi lên. Bởi vậy mà cho nên nó ráo riết, nó bắt tất cả những em, những nhóm nào ở trong từ Sài Gòn đi vô tới miền Tây hoặc các nhà đấu tranh dân chủ. Nó rất là run sợ diễn kịch là diễn biến hòa bình. Cho nên những người nào, những gia đình nào mà con em của mình đã bị bắt ở trong nhà tù cộng sản thì phải nên mau mau liên lạc ngay với Lisa để mà Lisa cho mọi người ở trên thế giới biết được nha. Nghe chưa? Những điểm nóng bỏng của kỳ họp thứ 3 ở Quốc hội khóa khóa 14. Kỳ họp mà khóa 14 này, Quốc hội khóa 14 này sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày thứ 3, tức là 22 tây tháng 5 2017. Những người ở trong nước phải theo dõi và sát sao xem coi Quốc hội nó sẽ thông qua những cái điều gì nha, để chúng ta biết được. Hello. Alo, chuyện gì em? Alo. Alo, alo. Alo, em chào chị. Ừ, chào em, có chuyện gì không? Chị nghe không chị? Nghe, nói lớn chút đi. Alo. Dạ, alo, chị nghe không? Nghe. Em đang coi cái livestream với chị. Dạ. Em có tin gì không? Em nghe nữa. Không, ý em muốn hỏi một cái điều này thôi chị. Có phải là cái thằng chị nè đó chị, cái thằng Trung Quốc á, là bây giờ là kiểu giống như là nó lấy cái nước Việt Nam đó, là nó giết tất cả những người mà chống nó, là để cuối cùng mới là để nó muốn dàn ra một kịch bản cho quốc tế thấy là dân Việt Nam mới là dân cái nước Việt Nam á, đồng lòng dân nước Việt Nam, chứ không có phải là nó lấy nước, đúng không chị? Đúng. Ok, hoàn toàn đúng. Ừ, hoàn toàn đúng. Người dân Việt Nam im lặng cúi đầu thì Tàu nó qua nó mổ nó lấy nó hết nội tạng luôn. Hoàn toàn đúng. Phe của thằng Trọng Lú nó nói rằng là toàn bộ dân tộc Việt Nam đều đồng ý chào đón Tàu. Bây giờ ngay cả thiếu nhi đi lên hát bài hát cũng là bắt đầu là hát bằng tiếng Tàu. Thì kể như dân tộc Việt Nam đã chấp nhận cho Tàu vào, chấp nhận làm nô lệ của Tàu, chấp nhận làm con chó quỳ ở dưới chân của Tàu Cộng. Chỉ vậy thôi. Rồi, cảm ơn em. Hỏi cái gì nữa, đã biết rõ rồi. Dân Việt Nam bây giờ nó muốn làm con chó của Tàu thì cứ để cho nó làm con chó. Chị Lisa ơi, tối 20 tháng 5 lại có một người thắt cổ tự tử ở trại tạm giam Biên Hòa, Đồng Nai. Chưa rõ họ tên, bị bắt vì tội gì. Báo đảng mới đưa tin là đang cấp cứu ở bệnh viện đó chị. Chị nói không bạo động, không bạo loạn lên là nó giết hết. Chỉ vậy mà thôi. Chị ơi, chị dân tố bị đánh nhập viện, công an nói tự đập đầu xuống bàn chết nữa kìa. Chị ơi là chị. Những người nào, những thân nhân gia đình nào mà con em của mình bị bắt. Bị bắt. Với cái thời điểm này muốn cứu con em của mình là phải la làng cho cả thế giới biết tên tuổi.
Lisa nhận được một cái bản tin là rất nhiều những người ở Việt Nam bây giờ nó hốt, nó càng quét, nó bắt. Mà tại sao gia đình lại im thinh thích, lại không dám lên tiếng là sao? Phải vận động nói rằng con tôi ở đâu, phải cho tôi đi biết mặt con tôi. Bằng không cứ phu phản lên nhân quyền đang ở Việt Nam, chạy lên lãnh sứ quán Mỹ, kêu gọi tất cả các lãnh sứ quán Mỹ, nói rằng là con của tôi đã bị bắt cóc, con tôi đã bị giết chết, vùi xác không cho tôi gặp mặt. Nghe, phải nói như vậy. Bằng không là cho cả dòng họ mình kéo tới coi trại giam nào, đập mẹ trại giam đấy, hoặc là đốt sạch, phá sạch, giết sạch. Cho Lisa, thằng Cộng sản Việt Nam chuyên môn bắt nguội, chuyên môn bắt ngầm. Nha, chị Lisa ơi, sáng nay Đà Nẵng điều động rất nhiều xe cứu hỏa sang quận Ngũ Hành Sơn đó chị. Riêng phường Hòa Cường, quận Hải Châu phải hơn chục chiếc nối đuôi đó chị. Ừ, thì cháy cái cửa hàng điện máy xanh đó em. Chị Lisa ơi, chị kêu gọi mọi người giúp bạn Mai đi chị. Bạn Mai yêu cờ vàng và bị đám dư luận viên nó hăm dọa, đòi đánh, đòi giết kìa chị. Mọi người đang theo dõi, chị cũng đang theo dõi, em yên tâm nha. Chị Lisa ơi, tin này rất là thất vọng, nhưng là tin thật đó chị. Người dân Việt Nam chấp nhận để cho Tàu vào rồi chị ơi. Ừ, thì chấp nhận cho Tàu vào thì cứ chấp nhận đi. Chị Lisa ơi, mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh và trao giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế hồi cuối tháng 3 vừa rồi vì những nỗ lực vượt trội trong tranh đấu, mà bây giờ nó lại cấm cả không cho gia đình đi gặp để mà cuộc đối thoại nhân quyền kìa chị. La làng lên cho chị. Trời ơi, thằng Đảng nó dùng mấy cái khẩu hiệu không nghe à. Khó trăm lần dân lo cũng đặng, khổ ngàn lần dân liệu cũng xong. Cho nên bây giờ mày bao vây cỡ nào, mày bao vây tao cũng lén đi ra được thôi à. Trời ơi, là trời, người dân Việt Nam mà phải học tới cái khẩu hiệu của thằng Đảng Đĩ nó nói chứ. Nha. Cho nên cứ áp dụng vào những cái thằng Đảng Đĩ nó nói cho chị. Khó trăm lần dân lo cũng đặng, khổ ngàn lần dân liệu cũng xong. Cho nên là phải làm mạnh lên cho chị nha. Chị Lisa ơi, biến căn biểu tình ở tại Phan Thiết kìa chị. Biểu tình Phan Thiết của một gia đình nạn nhân trong vụ giết người, tòa án xử mà không cho người thân trong gia đình vào, đốt cái tòa án này luôn cho chị. Coi thằng thẩm phán là nhà cửa ở đâu, cho giang hồ tới hoặc là gia đình chạy tới, xả dao vô đầu nó cho chị. Canh me nó đi làm về là sổ đầu nó cho chị. Nghe, sổ đầu nó cho chị. Còn ai mà ở tại vấn đề là kêu bằng là Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, thì hãy nên mạnh mẽ đứng lên để mà phản đối con chó Phạm Thị Thúy Hồng này cho chị. Nó có con chị nó là Đoàn Thị Ánh Dương làm phó trưởng phòng giáo dục huyện Lâm Hà, đã đưa cho con quỷ cái này lên làm hiệu trưởng trường Tân Thanh để mà nó kêu tất cả giáo viên nó phải chèn ép giáo viên trường học ở vùng sâu vùng xa, mà nó kêu người ta phải đóng tiền để nó gom gần hơn 300 triệu đồng. Bộ giáo dục chắc ngục hết trơn, không biết mẹ gì hết. Cho nên giáo viên ở tại đây phải nổi loạn lên cho chị nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, có một thằng chó đẻ, nó đã đi âm thầm len lỏi vào các nhóm đấu tranh nằm vùng để chỉ điểm cho an ninh công an bắt người. Vừa rồi hắn mới chỉ điểm cho an ninh bắt gọn 6 người nhóm quận 9 gần 1 tháng, chưa được thả ra, không hề có một thông tin gì báo về gia đình kìa chị. Chắc chắn là gia đình biết rõ những người này bị như thế nào, nhưng mà tại sao mà không ai vô liên lạc với Lisa cả? Nha. Không ai vô liên lạc với Lisa cả. Chị ơi, ôm gần 40 tỷ đồng, cụ lãnh đạo Agribank Hòa Hưng đã biến mất rồi kìa chị. Ừ. Cứ việc cái này chị mới lên án chị ủng hộ nữa. Đến cái thời buổi này là phải ôm tiền cho thật nhiều để bỏ chạy cho chị. Càng chạy càng tốt.
Chị ơi, công ty mía đường Bầu Đức đã sang tay cho cụ ông chủ Sắt Cơm Băng rồi kìa chị. Ừ, nó thanh trừng lẫn nhau đó em. Thanh trừng lẫn nhau thôi. Thanh trừng lẫn nhau đó em. Không có gì mà đáng nói mấy con chó này cả. Nha. Cho nó ôm tiền ôm bạc đi đi. Tình hình ở tại Việt Nam rất là biến chuyển. Mọi người dân Việt Nam hãy chuẩn bị tinh thần. Bây giờ nó rất là run sợ. Nó rất là run sợ. Cho nên nó bắt ráo riết những người ở Việt Nam. Lisa nhận được một cái bản tin. Hôm trước Lisa có thông báo với các bạn đó. Nó đến, nó bắt đầu nó hù dọa mẹ của. Vấn đề là kêu bằng đó là em Đặng Hoàng Thiện. Hello. Chào chị. Rồi chào em, có gì không em? Hello. Rồi em nói đi, em nói đi. Chị đang trên chương trình phải không? Ừ, chị đang trên chương trình cho mọi người nghe. Em đang nghe chị đây. Dạ. Chị, em nói cho ngày hôm qua em có hẹn chị là em xin chị 15 phút trên chương trình để em nói về đất nước Việt Nam. Mà nghe tại vì em bận công việc, em đi không em nói chuyện chị em được, nên hôm nay em mới về. Em xin chị không phải chừng 5-10 phút cũng được để em nói về tình hình của đất nước Việt Nam mình. Rồi nói đi em. Trước tiên thì em xin nói về cái lũ mà dư luận viên chó điên á. Nó đang trên chương trình chị mới vô sủa. Hiểu không? Em nói thiệt với chị, em mong mấy thằng dư luận viên chó điên nó ra ngoài Trường Sa, Hoàng Sa, nó ra cái chỗ nào có Trung Quốc nó đóng trong cái chỗ nó sủa mãi cho đụng mẹ, nó cắt đầu chích mẹ mấy đứa đó đi thì chị. Em thì em nghe em lên nghe chương trình chị mà em chưa đọc comment những cái thằng chó điên dư luận viên nó thiệt nó vô nó comment nói chuyện nó vô văn quá, nó học theo của thằng hồ đủ hồ chó đẻ, nó học theo kiểu đó nên nó vô nói chuyện gì. Em thì mấy cái thằng dư luận viên chó điên nó gặp em ở ngoài đời em nó thì chỉ em gặp đâu cắt ổ tới đó, em gặp đâu cắt ổ tới đó chuẩn vô mà xăm xăm. Còn nữa chị, em thì em chửi luôn thằng Nguyễn Phú Trọng, thằng Trọng Lú bà con Bỉ Ngân, rồi thằng Phúc Nguyễn, rồi kể cả thằng Quang Hối. Mấy cái thằng nó là một lãnh đạo của nhà nước Việt Nam mà y cù què ta đẻ đủ con đĩ mẹ nó ăn tối ngày nó vô nó cái gì tái cơ cấu kinh tế đất nước Việt Nam ăn đủ con đĩ mẹ nó ăn biết Việt Nam không có quần què, không có đái quần què của người ta để ăn mà vô đó mà tái cơ cấu quần què gì đủ của mẹ nó biết bao nhiêu công trình của Việt Nam nằm trùm mền ở đó để mà dòm đường xá ổ gà ổ voi. Còn đủ má thêm thằng Hải Cẩu chó nó xuống nó cẩu vỉa hè, nó cẩu buồn què ta để ở Sài Gòn. Nó cẩu làm sao mà bây giờ cái đất nước Việt Nam mình không còn cái buồn què gì để mà nó cẩu. Nó cẩu gì đâu mà đất mưa xuống ngập trời đất quỷ thần, tiếng địa ơi ngập con đĩ mẹ nó thiệt chứ. Ngập tới cái lồng má của con thằng Hải Cẩu đó nó cũng tới ngập tới luôn đó. Xe công nhân thì chạy thì ngập tới ba bốn cái đất nước mình luôn tới cả mà cái chỗ mà để ngồi mà không để ngồi nữa. Bởi vậy cái thành phố hồ chó đẻ nói chung mà nói ra biết cái trạm mà làm cái tiếng xe buýt mà chạy xuống sông á được. Em thì cái đó em ủng hộ, tại biết sao tại Sài Gòn ngập nhiều quá rồi không có đường đi, nó mới thiết kế được chiếc xe đó để mà trời mưa xuống nó chạy trong đi Sài Gòn nó dễ chút xíu. Trời đất quỷ thần, trời thở ra cái gì cũng đất nước Việt Nam mình đáng sống thì buồn què ta đẻ ủ cũng đĩ mẹ ta biết bao nhiêu con người ta biết chạy ra ngoài bên biết bao nhiêu lại lãnh sự quán để mà chạy ra ngoài mà xin đi làm cu ly làm công nhân làm bốc vác làm ý ở bển để đem tiền về nuôi cái lũ đủ đĩ mẹ đã viên chó điên á. Ở nói ra nó thiệt chứ bao nhiêu cái con người đó nó hôm nay em tức quá trời em tức cho nó ra điện thoại chị em chửi tụi nó một trận cho tả cái lỗ miệng em thiệt. Ủa mẹ mới đó, y như cái đời 19 tháng 5 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch quần què, đủ con đĩ, mẹ tao mới biết đủ má thằng chó là thằng Hồ Quang, mà em có thằng Hồ chứ là Tạp Chương là con của con đĩ ngựa Hoàng Thị Loan, mà đủ mẹ thôi vô tống rộng, ống sủa lên, có nhiều thằng vô chụp hình up Facebook, nên sinh nhật vị lãnh tụ kính yêu, kính quần què họ, đủ mẹ cái thằng đó đủ má tư xuống cái máu lồn của tao, đủ má vỗ lồn ba cái chưa thấy gì nữa. Thứ gì ủ má nuôi bụng dưới không biết nó thiệt tình cái đất nước Việt Nam mình còn đi cái dân miền Tây mình ủ lý mẹ là nhà máy luôn hình men đi hình men xả biết bao nhiêu chất thải xuống giờ đang nó chạy cá chết trắng biển trắng đồng hết trơn é có con nào dám nói mà đủ má hỏi hỏi ra dân miền Tây thích chết khác thiệt thà thiệt cái lồn ngoài hỏi chết thiệt
Ủa con đĩ mẹ, ngu gì mà ngu. Nói chung là nói ra nó ngu, nó ngu, nó mục. Chứ không phải là thiệt thà. Nói ra cái gì cũng thiệt thà, thiệt không nổi đó. Ủa đĩ mẹ mốt mà. Cái dân miền Tây mà đồng bằng sông Cửu Long mình mà nó y như cái ngoài miền Trung, cái mà nhà mái Phồn Môi Sa mà nó xả thải ra. Rồi lúc đó mà đậu má đứng lên hay, rồi nó chỉ cắt cổ từ thằng nó cắt cổ từ nhà hết, chứ chết mẹ không biết hết. Ủa con đĩ mẹ họ em nó thì cái chị em xin lỗi chị, em lên diễn đàn chị em nói tục với thầy em thì em quá là bức xúc nè, mấy chỗ chị má nó ngu gì mà nó ngu quá, nó ngu phải nhưng mà nó như y như cái cha Thục hay là cha Nam hay Quỳnh Quốc Quy hay là chị Mã Tiểu Linh hay là chị Mai hay là chị nó cất lên tiếng nói chị coi chừng nha. Hồi chiều em mới đi, hồi chiều em nói trời ơi trời, bây giờ Việt Nam giờ không muốn sống nữa, vậy ra ngoài nước ngoài sống. Ê, mày nghĩ sao, Việt Nam không muốn sống, có tiền có bạc thì sống cũng phay phay. Ừ, tao nói phay phay, đủ má Trung Quốc nó cao lên qua, mấy thằng tàu xì dầu qua nó cắt cổ chung đỉ mẹ tụi bay hết, chứ ở đó mà đủ má họ rồi đó mà đáng sống. Tụi bay không biết ngu, không biết ngục, biết bao nhiêu công trình của tàu cộng nó chơi xây lên, rồi biết bao nhiêu cái nhà máy xí nghiệp của cái tàu cộng nó xây lên, nó nứt ống của Đài Loan, nó nứt ống của Hồng Kông, nó đứt bóng qua thằng này thằng kia để mà nó xây lên, tụi bay đâu có biết. Ủa má hỏi đi làm công nhân ông tổng làm luôn một tháng được nhiêu, một tháng được 1.3-1.2 triệu, tụi bay nghĩ là tụi bay ăn được bù què gì, tụi bay ăn được què một ngày một lít xăng ở bên Việt Nam mình 18-19 ngàn đó, tụi bay làm một ngày ở đây là bao đúng như 130 ngàn một ngày, tụi bay quy ra có 25 ngàn mà tụi bay đi ổi thằng không 18 ngàn còn què gì vậy? Tụi bay đi sống ngu gì mà ngu dữ vậy, ngục gì mà ngục dữ vậy. Bá trộn thằng em thì bữa nay em tức dữ lắm, em điện thoại được cho chị mấy em lên em chửi cho em chửi cái tụi dư luận viên chó điên nha, chó đủ nó bà đủ cha đủ cả dòng họ đủ nó, em thì em biết nhà thằng nào anh đợi em đợi em cạp ào mồ cuốc mã thủy đồ tủ tông em quên nguyên cái bàn thờ của nó, em đổ mẹ xuống sông chứ nó chết mẹ nó, ngu gì mà ngu, ăn tiền của mấy thằng đảng đĩ đảng chó đẻ lấy cái tiền của dân mà đây đưa cho mấy thằng dư luận viên chó điên nó ăn rồi lên đây sủa bậy sủa bạ. Em nói thiệt tình với chị, em mà gặp thằng nào ở đó thì em giết nó, đúng cắt cổ chứ bí mẹ, em giết chết mẹ đó. Có thể em tức quá gần lắm. Rồi em cảm ơn chị nghe, em xả vậy được rồi. Ok em, chửi dư luận viên chị ủng hộ nhưng mà chửi dư luận viên thì ok, nhưng mà chửi dân Việt Nam, dân miền Tây chị thấy đau quá. Không phải đâu em mà, từ từ nói cho họ hiểu. Nhiều khi họ chưa có hiểu thì bây giờ từ từ nói cho họ hiểu. Chỉ mong cho họ đoàn kết thôi. Chị nói thiệt với em đó, chị nghe nói đó là nó tới nó kêu mẹ của thằng bé Đặng Hoàng Thiện sinh năm 92, con người ta ở nhà trọ, nó bắt buộc mẹ của thằng này nè phải chạy tới nhà trọ để cho nó bắt con của người ta. Rồi bây giờ nó bắt con người ta, nó cũng không cho biết giam ở đâu, nó còn tới nó hù cả một dòng họ này không được quyền lên tiếng nói. Nếu lên tiếng nói là nó giết chết như vậy đó. Bắt đầu gia đình này cũng không biết con mẹ chân, bởi vì má của cái em Đặng Hoàng Thiện này là đi giặt đồ mướn cho người ta đi làm, không biết mẹ gì chứ. Cho nên nó hù lên giờ sợ quá. Bây giờ đi làm giờ giống như bà Hùng, đi ra ngoài đường đi lông tông khóc. Thấy đứa nào cũng chạy lại hỏi con là Thiện hả, con là Thiện hả. Nhưng mà sợ cái chế độ khốn nạn nó như vậy đó. Cho nên tất cả những người dân ở tại Việt Nam, con em mình, con cháu mình, dòng họ mình, nếu bị bắt thì phải báo cho Lisa hay. Lisa sẽ thành lập ngay, Lisa sẽ kêu gọi toàn dân phải cướp nhà tù, đập bánh nhà tù, liên bơm xăng vô nhà tù, giống ở tại Venezuela, để mà cho chúng ta tất cả mọi người đều đi ra tù. Bởi vì những em này là những em yêu nước thì không thể nào đi vô nhà tù ở được. Còn riêng các bạn nào mà chưa bị bắt, hãy nghe lời nói của Lisa. Nếu đã lỡ bị bắt vô trong tổng rồi, phải liên kết anh em với nhau, phải giết chết những cái thằng chó đẻ quản giáo, phá banh ngục tù, đốt cháy luôn cho Lisa. Như vậy là mới sống được. Đến cái thời buổi mà bây giờ nó đang loạn lạc ở nước Việt Nam như vậy, mà chỉ cần sơ suýt thì coi chừng thằng Tàu nó vô, nó mổ, nó lấy hết nội tạng, rác mà chịu. Nha, rác mà chịu. Chứ không phải giỡn đâu. Chị ơi, ngày hôm qua em đi Châu Đốc cúng bà, em có người bạn, nhà nó rừng đó, nói em câu chuyện, chị hỏi thử. Nó liền nói lâu cỡ này hai đoàn người lên núi nhìn thấy thôi rồi em nói có tin gì. Ông này ok.
Cô Lisa ơi, tất cả mọi thứ tụi nó cứ nói là toàn dân. Trong chương trình ngày mai cô nhớ nhấn mạnh đề tài này, không có toàn dân nào cả, chỉ có tụi nó và báo chí nói xạo vậy thôi, nhớ nha cô. Thì nó luôn luôn nó cho bộ nó gài toàn dân vô vậy thôi. Các em lên trên mạng các em coi, người ta bây giờ huấn luyện cho chó nó mặc đồ, nó đi hai chân y như người, thậm chí nó ru em nhỏ. Còn bây giờ ở trong nước Việt Nam thì thằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó làm ngược lại. Tức là nó bắt đầu là nó tuyển chọn những cái lũ dư luận viên, những lũ cuồng hồ cuồng đảng, rồi những thằng công an thì nó đi vô nó huấn luyện trở thành súc vật, thành chó, mà còn thua chó nữa. Tức là vô ngành công an là phải quánh cho đồng loại của mình phải chết, đánh cho dân tộc của mình chết chơi vậy. Cho nên thằng Đảng Cộng sản bây giờ thế giới văn minh người ta dạy chó nó khôn ngoan như người, mà riêng ở với cái lũ cộng sản, ở trong nước cộng sản thì cộng sản nó cai trị người dân, người phải trở thành súc vật hết, người phải ngu trở lại thành chó hết. Thế này nay có cái đất nước nào mình ở trên đất nước đó, mình là công dân của nước đó, mà Tàu Cộng đi du lịch vô tràn lan, nó ăn chuối xong nó luyện vỏ chuối vô mặt mình mà ngồi đó gục cái đầu không? Khôn vậy đó. Thấy khôn ghê không? Thở đề nay một đất nước của mình, hàng ngày mình uống nước sinh hoạt, nước ở tại đồng bằng, con sông Tiền, con sông Hậu, Bù Đắp, Phù Sa, mình dùng cái nước đó, ở những nhà máy nước nó bơm nước ở đâu lên? Nó cũng bơm từ nước đó lên. Mà bây giờ nước đó nó thải độc ra, Lee and Mans, nó thải quá chất độc hại ra như vậy, rốt cuộc rồi bắt đầu là cái bằng là im ru, cúi đầu để mà lấy nước đó vô mà xài. Thằng cộng sản nó muốn cai trị người dân Việt Nam phải trở xuống hàng súc vật như vậy đó, tức là không có lên tiếng. Bây giờ trong tương lai nó mai mẹ miệng lại, không được quyền nói, giống y như con súc vật vậy đó, ra đời là chỉ biết là nghe cúi đầu, rồi ăn ở trong máng, đồ độc cũng phải ăn, đồ thiêu cũng phải ăn, bị ung thư cũng phải ăn, chết thì cũng làm thân im luôn. Ngày xưa dòng họ bà con một người bị mất, một người bị bắt là tất cả đều đoàn kết với nhau đi đòi người. Còn bây giờ người nào bị bắt rồi thì thôi chết mẹ mày, chết đâu đó chết, để cho gia đình yên ổn để tao sống. Nó cai trị nó làm sao mà người dân Việt Nam bây giờ phải như vậy đó. Bây giờ đi xa nghe kể một cái tin động trời, người ta đi xuống dưới đồng ruộng người ta cấy lúa, Tàu Cộng á hả, nó chơi miễn chai, nó rải đầy mẹ nó ở dưới vấn đề là kêu bằng á là đồng ruộng người ta, đinh á hả, nó rải đầy hết trơn. Lão năm này vừa nhảy xuống rồi hả, tao nói đạp miễn chai, đạp đinh đồ kia, tao nói giờ chân cẳng sợ quá giờ không dám xuống nữa. Thở đề nay đồng ruộng đi cấy lúa mà bây giờ phải mang vài bắp bê xô cao lên để đi xuống dưới, sao nào đi được. Nó cố tình làm như vậy để cho những người này không có làm ruộng nữa mà phải bán đất ruộng cho Tàu Cộng. Cho nên trong tương lai những cái mảnh ruộng, những cái thửa ruộng coi chừng nó rải toàn là đinh xuống không. Mà Tàu Cộng nó qua nó trá hình nó rải đinh như vậy, còn dân Việt Nam thì thôi ngồi im ru, không dám rải đinh con mẹ gì hết. Biểu tình tao nói xe nó chạy ào ào thì không dám rải đinh. Gặp Lisa đó hả, Lisa cho chặn đường, những cái xe cứu hỏa, những cái xe cơ động, Lisa rải ngay cái đoạn đường. Thí dụ mình biểu tình ở đây cách xa chừng khoảng 400-500 mét, bắt đầu mình rải đinh một đoạn đường dài, mình đi mình rải mẹ nó như vậy. Ở đây mình biểu tình, nếu mà nó chạy tới nó bắt người, hay nó chạy tới là bánh xe nó bị đâm mẹ nó lụng một cái đùng xì nằm tại chỗ luôn. Xe mà nằm tại chỗ rồi bắt đầu dễ dùng bơm xăng để mà luyện lắm. Ở tại Venezuela ta làm vậy không đó, dẫn tới mấy cái cây sắt đó người ta cắt cho nó lên hình tam giác, người ta rải ngoài đường. Xe mà giống này là kêu bằng là bọc thép, bọc sắt đồ kia mà chạy lên để các người biểu tình đâm lụng mẹ bánh xe, đâu có dè được đâu. Lúc đó tha hồ bơm xăng mà trội vô cho nó cháy tan tành. Cho nên nhân quyền của Hoa Kỳ đã đi vào Việt Nam, kinh tế Việt Nam đã lụng bại, thì bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần nha. Hãy chuẩn bị tinh thần. Tất cả những người nào danh sách con em mình bị bắt, hãy liên lạc với Lisa. Bởi Lisa có người ở bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam cho Lisa biết, nó bắt rất là nhiều người.
Những người này trong tổ chức của hải ngoại cũng có, trong những tổ chức kia cũng có. Mặc dù chị không có tổ chức nào, nhưng mà chị thấy cái tình hình như vậy, chị không thể nào chị im lặng được. Chị phải cứu những người này ra, bởi những người này là những người yêu nước. Mục tiêu của chị chỉ có đấu tranh chống Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Lisa không có dị ứng với bất kỳ một tổ chức nào. Nhưng mà nếu một tổ chức nào mà những người của mình mà bị bắt rồi thì phải nên liên lạc với Lisa gấp để mà chúng ta đòi người, để chúng ta lên kế hoạch phá ngục tù, biểu tình, nổi loạn. Chứ không để yên như vậy được. Không thể nào để yên như vậy được. Nó gài tội khủng bố cho Hoa Kỳ biết. Khủng bố cái gì? Khủng bố gái mẹ mày à? Hả? Khủng bố gái mẹ tụi bay à? À, đốt à, cái bãi xe là khủng bố. Mày bắt xe của người ta không có tội lỗi chứ mày bắt đầu mày khủng bố, mày bắt xe người ta mày giam cho trẫm thì ta trả thù, ta đốt mẹ bãi xe mày thôi. Khủng bố gì? Qua đây nói chuyện với tao, tao tát vô mặt của cái đăng đĩ tụi bay. Chứ đó mà khủng bố. Tụi bay không bắt giam xe của con mà tao vô tụi bay lột đồ thuộc tùng ra tụi bay luộc hết à? Ai là người khủng bố? Hả? Ai là khủng bố trước? Hỡi có đặt gà gà vô khủng bố. Cho nên các bạn ở Việt Nam đừng có run sợ cái đảng đĩ này. Đối với Lisa, Lisa không có sợ cái đám chó này đâu. Chẳng qua nó sợ quá, nó không cho người nào đưa cho Lisa tin tức cả. Cái người hôm trước đưa cho Lisa cái tờ giấy mà vấn đề là nó gài tội là nghe theo chỉ thị của Lisa để mà làm vũ khí, để mà lấy súng đạn. Bây giờ tịch ngồi luôn rồi. Bởi vì nó nghe đụng tới Lisa nó run sợ như vậy đó. Ủa sao không dám đăng báo? Tao nè, tao kêu toàn dân nổi dậy lật đổ đảng đi tụi bay nè. Tao kêu toàn dân tức vậy là phải giết hết những thằng chó để tao nè, sao không đăng? Hả? Đồ chó đặc đế. Cho nên tốt là chương trình ngày hôm nay Lisa muốn mong rằng nhân quyền đã về tới Việt Nam ngày mai ở bên Mỹ, tức là sáng nay, sáng mai của các bạn. Tất cả những người đấu tranh ở Việt Nam không gì phải sợ. Tất cả các cha ở Nghệ An, Formosa, ở miền Tây, Lee and Mans, tất cả các nơi đều đứng lên cho Lisa. Những thằng nào mà cấp tiến phe miền Nam cũng phải lợi dụng vào chính trị người dân bất lộ như vậy mà phải âm thầm làm lơ, đéo thèm bắt, dơ cao đánh khẽ cho nó làm nổi loạn. Còn nếu tụi bay bưng bô cho thằng chó đẻ trọng lũ mà bà đặt ra tay để mà đàn áp, để mà bắt bớ, để mà giống đây là triệt tiêu những người tuổi trẻ mà đứng lên đấu tranh thì coi chừng Tàu cầm qua nó giết tụi bay như chơi nha. Thằng Nguyễn Thành Nhân nghe lời của Lisa nha. Mày mà vô mà mày láng chát rồi là mày coi chừng. Chưa chi là tái mẹ không được rồi đó. Mẹ cái thành hồ nó thúi như là cái cầu tiêu vậy đó. Như là cái Ba Đình vậy đó. Mày kêu làm thông suốt sao biến trở thành thông lũng silicon. Ngục. Đi qua đây ăn học bên Mỹ mày về nè. Ngục. Phát biểu ngục. Thôi, chương trình cũng đã hết. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cao Dân Trí vào ngày mai vào lúc 7 giờ ở Việt Nam và 8 giờ ở bên Mỹ. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.